Dạ. Bị cáo là facebook.com D1VN 2010. Dạ. 1, 2, 3. Ai biết cái tay được không ạ? 1, 2, 3. Giơ tay nhanh nào. Dạ đây. Em có được người giơ tay thật nhanh bên này rồi ạ. Quá đơn giản đúng không ạ? Ngày hôm nay Huy sẽ đọc những câu trả lời và ai chúng ta giơ tay nhanh nhất sẽ được ạ. Anh đọc lại cho em nhé, cho em hỏi anh tên gì? Anh Thọ. Dạ, anh năm nay bao nhiêu tuổi hả? 24 tuổi. 24 tuổi, anh đam mê tốc độ đúng không? Đúng không. À, chỉ là anh nhìn thấy bộ môn bạn cảm thấy thích thôi đúng không ạ? Dạ, em chỉ hỏi để thông tán tư tưởng của anh. Câu hỏi theo thứ tự nữa. Dạ. Xin được mời anh chàng áo đen.